Chào quý khán giả, hiện tại Tiết Cương đang chở Ngọc Thưởng trên đường về miền Tây. Phong cảnh rất là đẹp, một bên là đường và một bên là sông. Lần này không phải về nhà Ngọc Thưởng Kiên Giang đâu, mà lần này Tiết Cương sẽ chở Ngọc Thưởng về Đồng Tháp. Như thế miền Tây, Đồng Tháp là một cái tỉnh giáp Long An. Tiết Cương này đi quốc lộ 62 quý vị. Đường Long An đâu, Tiết Cương xuyên về Đồng Tháp. Điểm đến là một nơi, một huyện của Đồng Tháp, đó là huyện Tân Hồng. Không biết quý huyện giả có nghe huyện này không? Bà Ngọc Hưởng đã về Tân Hồng lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Chưa đi lần nào hết. Trời ơi, cái miền Tây mà không biết bên Đồng Tháp được rồi. Lần này Tiết Cương sẽ dẫn quý huyện giả và Ngọc Hưởng về du hí và tham quan khu vực Đồng Tháp với những đặc sản về bông súng, bông sen, về những cây tràm, về những đặc sản về lò chim rất là ngon. Và đây là thị trấn rất là lạ quý vị, thị trấn Xa Rài, một cái tên rất độc đáo. Và đây là đường đi lên bờ đê. Và bây giờ sẽ quẹo đây, quý vị thấy không, đường về miền Tây, đường rất là đẹp. Đó, một bên là bờ đê, một bên là dòng sông Ly Biện. Nó có cái đèn gì quay quay chiếu chiếu đẹp quá vậy. Và bây giờ thì Tiết Cương sẽ dẫn Ngọc Thưởng đi vô để được ẩm thực của đặc sản của Đồng Tháp. Chúng ta sẽ vào bên trong xem hôm nay đặc sản Đồng Tháp có những gì để quay lên và cho thưởng thưởng thức và review tặng quý vị khán giả nha. Đó, đường vô rất là đẹp. Rồi mời Ngọc Thưởng vô trong thôi. Mời Ngọc Thưởng và quý vị khán giả vào bên trong. Đó, cái quán này có một tên rất là độc đáo, tên gì Thưởng? Dạ, Ngoan. Ngoan, Ngoan Hiền. Và đây, ngoài trước cũng có một học sinh. Đi vô bên trong để xem. Đây. Vô rồi, chào các em bé. Chào con. Rồi hôm nay Tiết Cương ở đây dưới là mời của bạn Cường. Dạ. Và đây là ở đây ai đây? Quán. Chủ, ông chủ hả? Chào bác. Chào con, quá trời đông vui. Ủa cho anh hỏi ông chủ tên gì? Tên Ngoan anh. Tên Ngoan là quán ông chủ. Ủa Ngoan là người ở đây luôn hả? Dạ em người ở đây. Gốc ở đây. Xa Rài luôn hả? Xa Rài. Một cái tên Xa Rài. 20 năm rồi. Theo em cái chữ Xa Rài này chắc anh nghĩ có nguồn gốc từ tiếng Khmer phải không? Campuchia phải không quý vị? Xa Rài là do cái kiểu như mà hồi đó là cái nguồn gốc là từ Campuchia là do của cái gì? Giờ anh nghe mấy người người dân tộc á, dân tộc ta đặt. Đặt đúng dân tộc Campuchia ta đặt là mình còn gốc giống như bên An Giang bánh bên Châu Đốc hay hoặc cái gì đó. Rồi bây giờ cái này là sen sao mùa này nó không có bông vậy ngoài không? Có vừa bị bệnh á. Có vậy hả? Bị đốm trắng vậy đó. Ủa cái trò này cao để làm gì vậy? Lên lên chỗ ngồi bẹp tôi đó lên. Đây trên này là ngồi bẹp quý vị ơi. Đó có võng nữa ha. Nhậu xỉn ra nằm võng nghỉ luôn hả? Rồi đây có mấy cái này quầy ngồi thoáng mát quá ha. Dạ. Ở ngoài kia thấy có bờ ao đẹp quá vậy. Hả? Đó, ngoài này quý vị ơi, đẹp quá. Về miền Tây mà ta nói, thưởng thích không? Quá, wow, có cái kính đại bàng kìa. Đúng hả? Kính chim đó. Đó, để check in ha. Dạ. Đó, thưởng vô ngồi cánh đại bàng cương chụp hình. Đó. Em đứng vô đó. Có tổ chim đó thưởng. Đó quý vị thấy không? Về miền Tây đã ghê không? Đó, có mấy cái tôm để ta review chưa hết đã đầu chụp hình. Thưởng này thoáng mát Thưởng ha. Mát quá. Không? Về miền Tây mà ngồi ẩm thực. Có cá chứ. Hồ này có nuôi có câu cá đâu không? Có câu cá như vậy đó không? Vừa trầm thoáng mát. Quá đã quý vị ơi. Đó này tổ chim. Thưởng check in tổ chim. Quá dữ luôn, Thưởng quá dữ luôn, check in tổ chim. Và cánh chim thì bây giờ trước khi vô ẩm thực thì Tiết Cương phải làm nhiệm vụ quan trọng đó là phải chụp hình với Ngọc Thưởng với hai góc là cánh chim và tổ chim. A few moments later. Trời cá đã luôn, để Tiết Cương coi, bắt đầu coi Tiết Cương biết được cái gì không. Cái này là cá chạch này đúng không? Đúng rồi. Đó, cá chạch thấy cái đuôi nó có đốm đốm, Tiết Cương biết cá chạch. Này cái này gì vậy? Cái đó lá sen. Mình ăn được không? Được. Cái này cái gì nướng ngon vậy? Cá mè hôi, đặc sản của miền Tây á. Ừ, cá mè hôi là một tiên. Mè hôi này em nướng lá sen. Ừ. Nướng cho nó khét gì lại lá sen thấm vô. Ừ. Thơm. Thưởng được ăn cá mè hôi chưa? Dạ chưa. Chưa biết luôn. Cái đó là cá mè hôi đó. Còn bên kia. Còn bên này là cá kết. Cá kết hả? Ừ. Lạ vậy. Lần đầu tiên đặc sản miền Tây.
Dạ, anh chuẩn thử con đó. Thử con làm liền quá, tôi phải review được. Này chấm gì? Thử ăn thử con đấy. Chấm mắm me hả? Chấm mắm me, mắm me. Mắm me đây đúng không? Dạ đúng. Cá kết nha quý vị. Cá kết, cá chẹn rồi đó là sao ngon quá. Ăn này. Ăn này sao tự nhiên thấy thiếu thiếu bia hay gì á? Thiếu á. Quý vị ơi về Tân Hồng Đồng Tháp mà ăn cá kết là nhất quý vị. Còn này gì nữa vậy? Cũng đúng đó anh. Trời ơi cũng đúng nữa quý vị. Đặc sản đây. À, nhìn nó kiểu nó một con này nó giống như gà nước không em? Gà nước hay hơi to hơn chút. Nó lớn gà nước hả? Nó nhỏ hơn gà. À con gà nước đó. Nó là kiểu như con gà nước quý vị nhưng một cái giống nó nhỏ hơn. Không, cũng đúng là con gà nước. Ừ kiểu không hả? Cũng đúng là con gà nước là con gà nước thường thường kêu bằng gà mái. Ừ. Tại vì con gà nước là cái con mà có cái sừng á là ta kêu gà nước, đó là con đực. À. Còn cái này là anh em dòng họ nó cũng là nó luôn chứ cũng phải là nó luôn mà dạ, cái tên gọi là cúm núm. Dạ, dạ. Nhìn nó rất là ngon. Lát cái cô sẽ ẩm thực thử cho quý vị xem nha. Hôm giờ chúng ta sẽ vào tiệc to. Ủa đây lẩu gì vậy? Cái này là cá cóc. Cá cóc là cá. Con cá miền Tây đó. Cá lóc luôn vậy. Cá cóc, cá cóc. Cóc cóc. Con cóc hả? À, cá cóc cá ngựa rồi đó. Nó giống như cá gì? Nó giống như con cá mẹ Vinh gì đó. Mà. À, mà nó xương nhiều không? Xương nhiều. Xương nhiều mà ngon lắm. Ăn này cái nó cũng dạng dòng dòng họ cá chép á. Cái này là em kho lạc. Kho hả? Dạ, vậy này ăn cơm hả? Cơm lắm chịu ơi. Ờ cái này ăn cơm quý vị ơi. Nghĩ xài bầm cái con đi điển lên. Đã quá. Thôi được rồi, bây giờ Ngọc Thưởng cũng đói lắm rồi, mời Thưởng vô ăn đi để con cầm điện thoại lắc hồi của xỉu. Ngọc Thưởng sẽ ẩm thực, đúng không? Vừa xuống là thử cúm núm liền. Đó, thử coi. Con này bảo đảm Thưởng chưa được ăn bao giờ. Được chưa? Ăn lẹ dữ Thưởng. Gì cũng phải từ từ nha. Ngon quá à. Ngon hả? Cái này là bạn Ngoan làm cái này là em làm cái này khìa phải không? Luộc nước dừa anh. Luộc hả? Mà nó ngọt lắm anh, nó rất là ngọt. Vậy hả? Cúm núm là anh có ăn rồi và rất là ngon. Nó ngọt lắm. Dạ. Cái thịt nó mềm sao Thưởng? Thịt nó mềm nhưng mà nó rất là chắc. Vậy chắc, hả? Chắc. Trời ơi Thưởng làm Tiết Cương mê quá mê nè. Lần đầu tiên trong cuộc xã hội loài người Ngọc Thưởng mới được ăn cúm núm đặc sản của chị. Và con này theo Tiết Cương được biết chỉ có đặc biệt ở Đồng Miệt, Đồng Tháp mới có. Này bên Tràm Chim qua hả em hay sao? Tràm Chim. Tràm Chim Tâm Nông quý vị. Ngon quá ngon Thưởng. Ngon quá. Cái con nó nhỏ như, nó lớn hơn con bồ câu xíu. Nhưng mà nó nhỏ hơn con gà nước. Nó là cúm núm. Rồi. Quá sướng luôn. Được ăn cúm núm. Sướng quá sướng rồi quý vị ơi. Đây Tiết Cương sẽ thưởng thức món này là món này cá chạch gì? Cá chạch lấu à? Cá chạch cơm. Cá chạch cơm. Cái này em làm gì đây? Cái này là em ướp một nắng. À, một nắng đã hả? Kiểu là mình ướp xương xương qua cái một nắng cái mình phơi khô lên. Phơi khô. Không khô. Rồi bây giờ sẽ chấm gì? Mắm me hay là chấm mắm? Chấm mắm me, mắm me. Chấm mắm me hả? À, thử cái nha. Trời ơi, thịt dai nha. Dai mà nó ngọt. Trời ơi trời. Trời. Nó ngọt mà nó ngon khủng khiếp quý vị ơi. Một nắng mới khô nha quý vị. Không là chính vì một nắng nó mới ngọt em. Dạ đúng rồi. Nếu mà nó khô quá thì thịt nó giòn. Khô quá nó giòn mà nó không còn cái chất nữa. Dạ. Mình đúng vừa ăn một nắng là vừa ăn tuyệt vời quý vị ơi, về miền Tây được ăn cái cá sông không? Cá sông, cá sông. Cá sông nha quý vị, cá chặt là cá sông nha quý vị. Rất là ngon. Mà ăn phải bóc tay luôn. Không cần đũa gì hết trơn á. Quá ngon. Cái đầu của mình nhai luôn được không? Tùy theo. Tùy theo ai muốn ăn xương thì người ta nhai xương. Tùy ha. Dạ. Quá ngon quý vị ơi. Về miền Tây ăn cá chạch cơm quá ngon một nắng. Với sự chế biến của mà cái món này đó là em nghĩ ra hay là sao? Cái món này truyền thống hồi xưa rồi. Ở đây hả? Truyền thống món cá chạch là truyền thống của miền Tây mình mà. Và đầu bếp là em hay là dạ, em luôn, em đứng bếp luôn. Trời giỏi vậy. Dạ, em mở cái nhà hàng mình bao nhiêu năm rồi? 7 năm rồi. Cái nhà hàng Ngoan này nếu mình xuống xa rài mình hỏi nhà hàng Ngoan là ai biết hả? Dạ nó quán Ngoan ai cũng biết hết. Quý vị cứ về có dịp ghé Tân Hồng về Sa Rài mà cứ muốn thưởng thức đặc sản của miền Tây quý vị đó, cứ hỏi người dân đây là quán Ngoan là coi như ai biết hết trơn á, quá ngon. Thử đó, thử một lần nha. Tiết Cương là tiếp tục thử thêm những món mới nè. Bây giờ món mới ha, em chuẩn bị cho anh món mới được chưa. Đem triển khai con cá này là cá mè hôi. Cá mè mà sao bộ nó hôi lắm, nó kêu cá mè hôi. Tại vì hồi nhỏ thì nhỏ nó hôi chứ mà tầm lớn lên khoảng từ 1 kg đó lên hết hôi. Hôi cỏ mà bây giờ nó hết hôi. À, bây giờ là... hôi cỏ. À, bây giờ cái này là em nướng lá sen. Rồi. Lá sen là em nướng cố tình như cho nó khét thì nó thấm cái lá sen vô trong con cá luôn. Cái này là lá sen hả? Dạ lá sen. Rồi em biểu diễn cho anh
xem cái cách ăn như thế nào. Đó. Ô, cái thịt nó đã quá. Thịt nó rất ngọt, anh ăn không gì nó cũng ngon lắm. Khỏi cuốn. Thôi cuốn luôn đi, không mấy cái gạo. Anh dùng em. Dùng không thử con. Thử cái ha. Dạ, thử không gì đó. Chứ cũng vẫn chấm mắm me cũng ngon. Vậy nó cũng có xương đó mà, xương có xương. Dạ. Không sao, xương chứ yên mà. Cẩn thận quý vị. Trời nó ngon thánh thần ơi luôn, hổng ơi. Ngọt lắm à. Nó ngọt. Nó ngọt mà nó dai. Dai mà nó mặn 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 ha. Nó tự con cá nó tự mặn luôn ha anh. Cái vị của nó vậy cũng ha. Cũng niêm thêm miếng muối. Nó dai, mới là xuất sắc. Trời ơi, độc chiêu luôn. Cái này là lá sen, lá sen ngon. Mình cuốn vô lá sen luôn ha. Cuốn vô lá sen, vô gì nè, nó ngon. Ngon quá. Đây, cái này phải để một thử. Nhìn thấy hấp dẫn quá vậy. Không phải thử. Rồi, khúc này ha, khúc này rồi cuốn cho chị luôn ha. Dạ, dạ. Thử ăn đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời thưởng được ăn cá gì thưởng? Mè hôi. Mè hôi. Em có món miền Tây mà em không biết. Không biết luôn, đâu phải. Có mỗi dùng nữa. Quê quê đâu? Dạ quê em Kiên Giang. Kiên Giang mà không có. Kiên Giang không có đó. Không có. Không có. Rồi, à, cảm ơn anh. Rồi. Chấm chấm nào anh? Chấm mắm me. Mắm me. Dạ, dạ. Thưởng sang cá mè hôi. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người. Oh. Sao hưởng? Xúc xắc. Để kèm vô thêm miếng này nè, chua chua cho nó ngon. Đó, miếng xoài nữa hả? Xoài này xoài nhà trồng. Trời ơi, cuốn lá sen quá trời thưởng chứ ngày được. Ông chủ ngoan đãi quá đã luôn. Cá mè hôi cuốn lá sen. Cái vị sen nó hơi nhẵn nhẵn, rất là ngon. Đặc biệt như kiểu như ăn mà nó nhẵn nhẵn, nó không phải như ăn lá xài. Lá xài thì có vị chua chua. Dạ. Quá đã luôn. Thưởng ăn nhớ chừa tôi nữa nha. Trời ơi, ta ăn cá chút xíu ăn hết gáo người ta luôn. Nó chứ cái cơ cũng đã được ăn thử rồi, thịt nó vừa dai vừa ngọt mà thơm lắm. Đúng là nướng lá sen là tuyệt chiêu. Món này chắc riêng nhà hàng em, món này bí quyết riêng phải không? Dạ, thường thường thì mấy quán kia thì người ta vẫn nướng mà người ta nướng không, nướng khô, nướng không là nó khô lắm. Còn nướng này em quấn trong giấy bạc thì nó còn giữ cái độ nước, giữ độ ngọt. Dạ, giữ độ ngọt. Bí quyết nướng gì nè. Còn hồi cái hồi lúc mà mình nguội cái mình để lên cái bếp. Ừ. Để dễ né để biết mình ăn hoài thì nào hết con cá thôi chứ không bỏ. Không này bỏ còn hết. Nó là không lá bỏ xài gì hết. Này lá gì? Xài, lá xài non. Lá xài non. Ừ. Này chuối, chua, dưa leo, khế, lá sen. Này rau rau thơm. Dạ. Yeah. Đó đầy đủ rau. Ngon quá, thử ăn lia lịa vậy. Ăn hoài thưởng. Ngon quá, ngon hả thử? Ngon quá. À, thử là dân miền Tây. Đầu tiên được ăn cá này. Cái cá xương nha, cá xương nhiều lắm, mà xương nó dễ 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 lấy ra lắm. Ừ. Xương nó dòng cá mè là xương nhiều mà. Anh Cương ăn em cuốn, anh Cương cuốn nha. Ok, giờ tới Tiết Cương ăn luôn gì ơi, đã quá. Bây giờ cơm lên và Ngọc Thưởng sẽ ăn cơm, tại vì thú vị ăn cái gì ăn chứ cũng phải nhớ tới cơm á. Món là còn như là không bao giờ quên được. Tiết Cương mà chỉ cần 2 ngày mà không ăn cơm, ngày thứ 3 là nhớ lắm. Còn Ngọc Thưởng sao? Em cũng vậy. Ừ. Không phải ăn cơm mới được, em không có ai ngày đâu. Một ngày thôi. Không có, ăn có nhiều người đi nhậu về tối lục nguội ăn, mùi về đêm lục nguội ăn. Rồi cơm sẽ ăn với món này là cá. Cá gì ông chủ? Cá cốc. Cá cốc. Cá cốc đặc sản của miền Tây luôn. À, cái này là em kho ha. Em kho lạc mà kiểu kho me á. Dạ, chua chua vị me. Mình dùng với con súng hả? Con súng nè. Đó, hấp dẫn súng quá nè. Rồi con súng là con súng đồng nha. Con súng này riêng con súng này Ngọc Thưởng rất là rành, mà nhỏ Ngọc Thưởng hái con súng đi bán mà. Nhỏ bán con súng á, thành ra rất là rành quý vị ơi. Đó. Rồi mình cho thêm miếng xài bầm vô nè. À. Cái này là rau muống đồng nè. Dạ. Rồi cho em vô. Cá cốc là lần đầu tiên Tức Cương mới nghe quý vị, nó xương nhiều không? Xương cũng nhiều á, mà nó béo lắm, ăn cái da nó giòn lắm. Ủa sao này nó giống cá chép giòn quá vậy? Thì cái chép giòn là cá đó nó cũng miền lạnh nhưng mà cái da nó thấy giống á. Không không rồi, như đó thôi, nhiều quá mặn á, mặn á. Không cho miếng rau vô đi. Thử ẩm thực. Có miếng xoài nè, miếng miếng súng nè. Thử cá này coi sao nha. Cương cũng dùng thử miếng ha. Thử chứ chắc chắn là phải thử rồi. Ăn gì ăn phải có cơm. Mày lắm về cơm. Miếng cơ ăn cái miếng bụng đi, cơ béo, ngon. Ăn nước với xò vô luôn. À, bỏ con súng vô. Có con súng.
xem miếng nước, miếng nước, miếng nước. Cái này anh Cương nên chấm với nước mắm cá linh nha. Trời ơi, đã kho còn mắm gì nữa. Mà chấm gì nó mới đậm vị mùi miền Tây. Mình nước mắm cá linh đó hả? Mắm cá linh. Trời ơi, thành thử lần đầu tiên mới thấy được nước mắm cá linh thì mới nãy giờ vô không dám chấm từ nước tương. Em cũng từ nước tương. Anh không thích ăn nước tương. Nước mắm này thì nước mắm này là nấu bằng cá. Cực kỳ ngon. Ngon quá, nó thơm dễ sợ thơm luôn quý vị ơi. Quá. Nóng là nhà hủ á. Này là cái Cương mới thử là cái nước kho thôi, kho lạc ngon quá. Ngon quá. Này sao cơm đó, còn cá thì sao, cá thì sao? Cá là đúng như anh nói, có vị béo. Dạ. Béo quá. Cá béo quá trời béo luôn. Béo. Béo ghê quá. Ngon quá trời. Thưa quý vị, để có được món ăn ngon, mình ở Sài Gòn cho dù mình có tiền đi chăng nữa cũng không thể nào được thưởng thức những cái món dân dã nhưng mà đồng quê cực kỳ ngon. Tại vì Tiết Cương là ở Sài Gòn nay là 50 tuổi, ở Sài Gòn là 30 năm hơn rồi, nhưng mà chưa giờ Tiết Cương đến một nhà hàng nào mà ăn có được món cá cóc đặc sản vậy, hay là được ăn cá mè, chung ăn cá mè hôi đó. Đó. Và con cúm núm này thì chỉ có đi về quê, mình muốn ăn ngon thì phải đi xa đến tận nơi để thưởng thức những món ngon coi như là đặc sản của khắp miền ở quê hương đất nước của ta, rất là ngon, phải không Thưởng? Dạ. Không biết Ngọc Thưởng ăn ngon không mà nhìn thấy chén xương của vậy thấy cái xương này là biết Ngọc Thưởng ăn thấy ngon rồi, quá ăn rồi. Về Tân Hồng ngon anh ha. Ừ đúng rồi. Nếu mà có dịp quý vị khán giả về Đồng Tháp nhớ ghé huyện Tân Hồng, vô thị trấn Sa Rài. Quán ngoan. Đến quán ngon. Ngoan lạc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiết Cương và Ngọc Thưởng về thị trấn Sao gì? Thử không biết đâu. Mình với bọn mình thử lầm cổ chứ cổ không nhớ, con chỉ nhớ ăn thôi. Được hai vợ chồng Cường đây là vợ Cường và đây là Cường. Đó. Mời Tiết Cương đến nhờ kết nối với mới gặp ông chủ Ngoan và có một bữa ăn rất là ngon. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.